Tiếp theo là câu hỏi số 4, câu hỏi của chị Hạnh ở Hà Nam. Thầy cho con hỏi, con 54 tuổi, năm nay có làm nhà được không? Và con dự định là nhờ người tuổi 58 đứng tên và động thổ cho căn nhà. Trong nhà thì con đặt bếp ở Đông Nam nhìn về Tây Bắc, nhà vệ sinh thì con đặt ngược lại. Thì xin thầy cho con hỏi, đặt như thế theo tuổi của con nó có được không? Con xin cảm ơn thầy. Thì xin cảm ơn cái câu hỏi của chị Hạnh và xin nhờ anh Đức Trung giải đáp của cái câu hỏi này của chị Hạnh. Xin cảm ơn chị Hạnh ở Hà Nam đặt câu hỏi đến với chương trình rằng là tuổi chị năm nay 54 tuổi, chị muốn động thổ và nhờ người tuổi 58 đứng tên để động thổ thì có được hay không, đúng không ạ? Rồi là các công năng sau đó thì chị đặt bếp và đặt nhà vệ sinh như thế thì có được hợp lý hay không, đúng không? Chúng ta giải quyết theo hai cái khối thông tin. Thứ nhất là thông tin là tuổi chị năm nay 54 tuổi có làm được nhà hay không. Vẫn cái câu trả lời quen thuộc không thể nguyên nên chúng tôi cần phải biết hướng nhà anh chị là bao nhiêu độ để đánh giá vận khí của đất trước, rằng là có làm được hay không đối với cái vận khí đất đấy. Trước khi việc là tuổi chị có làm được nhà hay không, tuổi chị tuổi nào cũng làm được nhà hết, kể cả tuổi chị năm đấy phạm phải kim lôi tam tai không vẫn làm nhà bình thường, nhưng chị không động thổ thì chị mượn tuổi khác động thổ thế thôi. Còn đối với tuổi động thổ thì chắc chắn phải nên tránh kim lâu tam tai ngốc. Do vậy tuổi của chị chưa chắc đã phải là động thổ, chị mượn tuổi động thổ chị đơn giản thì là người làm chủ lễ. Nhưng cái việc làm nhà hay không thì chúng tôi phải biết rằng là tọa hướng của nhà chị như thế nào để đánh giá được. Tiếp nữa về cái việc là sau khi mà cái việc chọn được cái tháng vượng để mà triển khai rồi, chúng ta tiếp tục đi vào cái việc đó là ngày và giờ nào để triển khai. Sau đó chúng ta mới chọn cái tuổi động thổ. Thì đây chị nói rằng là tuổi động thổ của chị là chị mượn người 58 tuổi đứng tên động thổ cho nhà chị thì có được hay không? Lại câu hỏi liên lại cái yếu tố liên quan đến chọn tuổi động thổ. Cái việc chọn tuổi động thổ ở đây thì chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là do tuổi tôi xấu quá, tuổi chồng tôi xấu quá, thế cho nên là tôi mượn cái tuổi động thổ để sao cho nó đỡ xấu. Thế thì người động thổ thì người ta cũng lo rằng là ôi nhờ ông xấu quá ông đẩy cái xấu sang cho tôi, tôi hãi không gặp khổ đâu, và ai cũng sẽ tránh cái việc đấy. Nhưng sai, cái quan điểm mà động thổ mượn tuổi động thổ không chỉ là nguyên đưa ra đó, mượn cái tuổi động thổ ở đây ấy, đó là cái người đó chắc chắn không phạm kilo tata gốc rồi, nhưng cái tuổi động thổ đấy nó vượng với gì, nó phải vượng với lại nó phải hợp với lại cái năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ. Các anh chị không thể nào triển khai động thổ vào cái ngày hợi như mượn ông tị ra động thổ được, đúng không ạ? Các anh chị không thể nào chọn cái ngày động thổ đó là cái ngày giáp tí nhưng mà chọn ông canh ngọ ra để mà động thổ được, đúng không ạ? Thì khắc địa xung làm sao mà động thổ được, đúng không? Do đó chọn cái tuổi động thổ thì nó phải không được xung với lại cái cam chi của cái trạch nhật mà cái chị động thổ. Tiếp nữa, cái tuổi động thổ đấy thì nó cũng phải vượng với lại cái ông trạch chủ, đúng không ạ? Chứ đừng có xung hình phá hại thì nó không ăn thua, đúng không ạ? Ví dụ là ông trạch chủ là ông Tân Mùi thì lại mượn ông Minh Sửu ra động thổ thì Sửu Mùi nó tương xung thì cũng không có tốt. Do đó là cái việc chọn tuổi động thổ đấy phải căn cứ thêm yếu tố rất là khắt khe khác nữa để chọn ra cái tuổi động thổ. Rồi cái tuổi động thổ đấy thì nó cũng cần phải vượng với lại cái long trạch nhà của các anh chị thì nó càng tốt. Do đó là chúng ta sẽ thấy rằng là mượn cái tuổi động thổ đấy thì cái tuổi động thổ đấy nó vượng với tuổi chị, nó vượng cái năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ, nó vượng luôn cả cái tọa hướng của nhà anh chị. Thì ít nhất cái người động thổ đấy người ta cũng được hưởng một cái yếu tố về thiên khí địa khí rất là tốt cho bản thân họ. Do vậy nhà anh chị tốt và cái người động thổ cũng tốt luôn. Ít nhất là họ sẽ vượng trong cái tháng đấy hoặc họ sẽ có thể phát lộc trong cả cái năm đấy luôn, chứ không phải là tuổi anh chị xấu quá anh chị mượn cái tuổi kia động thổ thì nhà họ trở nên xấu hơn, tuổi kia trở nên xấu đi thì chả ai dám động thổ cho anh chị cả. Tôi không dám luôn nếu tôi biết điều đấy, đúng không ạ? Nhưng nếu tôi biết rằng là cái ngày này nó rất tốt với mình vì được làm một cái đại sự tốt, tuổi ông này hợp tuổi tôi, cái nhà ông cũng hợp với hướng tôi nữa, thế cho nên là tôi động thổ cho ông, điều đấy rất tốt, đúng không ạ? Đó là điều hoan nghênh luôn. Và các anh chị cũng chú ý là mượn cái tuổi động thổ đây là mượn những người mà thanh niên trai tráng, những người có sức khỏe mới tốt, chứ đừng mượn các cụ già rồi, các cụ đi ra đã khó, cầm cái xà beng lên mà động thổ có khi là lúc đấy bộc phát bệnh ra thì có khi cũng không biết nên vui hay nên buồn, đúng không ạ? Do đó hãy chọn người có sức khỏe, có cái công việc tốt, tinh thần tốt, gia đạo tốt thì động thổ cho anh chị rất là vượng, anh chị vẫn là chủ lễ, đồng ý không ạ? Còn việc mà bố trí công gian cách cục ở đâu thì việc này nó liên quan đến yếu tố tọa hướng của nhà anh chị như thế nào, năm sinh các anh chị các thành viên ra làm sao, nếu các anh chị xây nhà tầng thì bổ trục khí như thế nào thì mới có thể sắp xếp cả các bố trí công năng được, chứ nó không có cái lý thuyết nào cả thông qua cái việc các tuổi anh chị như thế đặt cái nhà vệ sinh như này nó có đúng hay không. Tất cả mọi thứ đã chỉ trên mường tượng và trên suy diễn. Phong thủy nó bộ môn khoa học về việc mình kiến tạo cái không gian sống và môi trường sống, do đó phải cụ thể hơn thông qua việc phải khảo sát vẽ lên và xem các yếu tố đánh giá, các yếu tố thần sát có được tốt hay không. Mà việc này nếu các anh chị không biết thì hãy để một đơn vị chuyên sâu về cả kiến trúc và cả phong thủy tư vấn các anh chị, điều đấy trở nên tốt hơn. Chứ đừng lựa chọn một đơn vị mà người ta chỉ có một trong hai thôi thì các anh chị kiểu gì lại đau đầu. Chọn đơn vị kiến trúc mà không am hiểu phong thủy thì cũng khổ, mà chọn một ông giỏi về phong thủy mà không biết tí gì kiến trúc thì cũng vất vả.
do đó hãy lựa chọn một đơn vị giỏi cả về kiến trúc và giỏi cả về phong thủy thì kênh chị sẽ chuyển yên tâm rất nhiều. Và phong thủy đa nguyên chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu để chúng tôi tự tin trong cái việc là với năng lực của chúng tôi sẽ giúp các anh chị đạt những yếu tố là xây dựng một ngôi nhà nó hoàn thiện và nó tuyệt vời từ khi mà các anh chị triển khai động thổ cho đến khi trở lên nhập trạch thì mọi thứ rất là thuận lợi nhé. Cảm ơn chị Hạnh. Thông qua cái việc câu hỏi của chị thì chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ các anh chị khác với cái băn khoăn tương tự như vậy. Cảm ơn anh Long. Vâng, cảm ơn anh Đức Trung. Thì với cái việc đó là cái câu hỏi của chị Hạnh thì xin tổng hợp lại để làm sao chị Hạnh và các anh chị khác mà còn đang mường tượng cái việc đó là nhờ người động thổ, nhờ tuổi này tuổi kia động thổ cho căn nhà thì các anh chị hiểu rằng tuổi nào cũng làm nhà được. Còn cái tuổi động thổ thì mình phải căn cứ vào cái việc đó là cái người đấy phải phù hợp với trạch đất nhà mình, phù hợp với cái năm tháng ngày giờ động thổ, phù hợp với tuổi trạch chủ và phù hợp với tất cả những cái vấn đề liên quan đến, ví dụ như người ta phải có khỏe mạnh này, người ta có gia đạo tốt, sức khỏe tốt thì lúc đấy thì mình nên nhờ những người như thế để người ta động thổ. Tại vì cái câu hỏi này tôi thường gặp rất nhiều và các anh chị cũng hỏi rất nhiều thì nhân cái câu hỏi của chị Hạnh thì cũng xin gửi gắm đến các anh chị mà nó đang có cái nỗi lo như thế để làm sao các anh chị biết được cái việc của nào mình làm nhà như thế nào. Thì xin cảm ơn chị Hạnh và xin cảm ơn cái lời giải thích và lời chia sẻ của anh Đức Trung. Vâng.